số em nè, hư nhầm số 4 nè, thấy chưa? Số rất là mới nha, số xe mình rất là mới, bởi vì tôi nói xe mày chưa trẻ nè, mà con nè nguyên cặp nhông số 4 nó rổ nè, thấy chưa? Là một nè, giá bích tông của ông nè ông thần, chờ tôi đo giá bích tông tôi mất hồn luôn á, 54 rữ, chết đi. Chào 500 đêm YouTube đến với chuyên mục là máy phu chờ mập 125. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết và rõ ràng hơn, để cho những anh em ở tỉnh xa, ví dụ nếu mà có làm máy về dòng 125 này thì anh em cũng có thêm kinh nghiệm chia sẻ. Bởi vì cũng có mấy anh em dưới miền Tây á, người ta gọi lên, người ta hỏi mình một cái vài điểm yếu của xe này. Thì khi mà người ta làm đầu lòng nồi hoài, nó không im, hoặc là vô số cứng hay gì đó. Thì thực sự luôn cái dòng phu chờ mập 125 bụng bự này á, máy của nó rất là dở. Và những cái xe càng về sau này á, của thằng Honda á, thì mình cảm thấy là số của nó là một nè, và tay dơn của nó rất là yếu. Thì cái này là giống như là ý kiến khách quan nha, ý kiến khách quan. Và đa số 10 xe vô tiệm mình sửa thì 10 xe hết bị hết trường hợp này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em là cái xe này, là hôm nay là mình sẽ nói về điểm yếu xe này và xe này nên làm gì và không nên làm gì luôn. Ai Mino đâu ngon vậy? Mino làm gì vậy? À, thì bây giờ á, khi mà cái xe phun chờ, mình nói về cái xe zin trước đi. Khi mà một cái xe zin vô á, thì nếu mà cái xe đó chạy hơn 30.000 cây trở lên, các bạn nên thay tay giơn. Và cái tay giơn xe này xuất hiện hiện tượng là bị cháy tay giơn. Đó, tay giơn này bị cháy hoặc là bị lột ắc đế giơn ở dưới, nó sẽ có hai điểm, một là cháy tay giơn, hai là bị bể ắc đế dưới, lột tay giơn dưới. Cái lột tay giơn dưới mới là cái mà khiến cho anh em đau đầu. Bởi vì khi mà lột tay giơn dưới thì mình gỡ đầu lòng ra mình sẽ không thấy được, mình chỉ thấy được tay giơn nè. Thấy được cái tay trên, tay dưới mình không thấy được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về phần bộ số. Về phần bộ số thì đây là bộ số trên xe. Em trai có thể quay kỹ cái bộ số này. Em trai quay sao mà người ta thấy cái nhông nó bở. Thấy chưa em trai? Em trai cứ nói bình thường đó. Mình thấy được là số 2 và số 4 là nó bở. Không phải nó bở mà vậy, nó dâm, nó mục quá, giống như là số nó mềm quá. Đây, cái này mới là nhiều nè, số này mới nhiều nè. Đó, cái này số này rất là nặng luôn nha ha. Những điểm này rất là nặng. Rõ luôn không? Ghê luôn không? Nét không? Nét như con viêm xét vậy đó, thấy là cộng lông mu luôn á. Đó, đó là bộ số. Thì bây giờ là em sẽ thay một bộ số mới vào là 1. Rồi số tay giơn bạc đạn máy, em thay bạc đạn. Còn cái lốc nữa đâu ta? Đây, lốc này hai bên bạc đạn giơn em cũng thay là bạc đạn mới NTN. Bạc đạn máy, cúp số đồ em cũng thay mới hết. Rồi là xong. Về phần bụng, qua phần nồi, mình qua phần nồi mình mới quay lại phần tăng cam. Nồi thì hồi xưa giờ thì em cũng hay sử dụng những cái bố nồi phổ thông bình thường, như anh em thợ thầy người ta làm sao thì em cũng làm vậy. Nhưng mà đa số em sử lựa chọn bố nồi chất lượng cao. Nhưng mà sau này do nhu cầu mà của những cái vị chủ xe đồ người ta đi lên á, thì người ta đòi hỏi là bố zin. Thì sau này em cũng có phục vụ bố zin chính hãng Honda, để mà nó đi tốt hơn và nó đi bền hơn. Thì cái ưu điểm của cái bộ nồi này là làm sao? Thì những cái bộ nồi zin này của xe này đa số là nó rất là yếu. Nhưng mà mình phải hiểu được một cái xe, khi mà làm một cái xe thì bây giờ là em thay lại bố. Bố này là em không có dán mà em thay. Em thay bố ba kèn zin và em sử dụng cái chuông zin, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bố nồi tất cả mọi dòng xe em đều đi là bố nồi zin chính hãng. Khi mà đã dán bố hoặc là làm bố độ em cũng dán vào lại zin. Bởi vì quan điểm của em và quan điểm của mỗi người nó sẽ khác nhau. Thì em ở đây là em sẽ lên ba cái lò xo, ba lò xo zin á. Cái này nó sẽ là 6 lò xo, trên bộ nồi ly hợp của nó sẽ là 6 lò xo. Thì em sử dụng là ba zin và ba độ em ráp xen kẽ với nhau, để mà cái xe nó bốc hơn và bố zin thì nó bền. Thì cái khi mà chủ xe leo lên thì chủ xe sẽ có liền cảm giác là nó bốc liền, và cảm giác hơi nặng cái chân rất là đầm, cái đó mới đã.
Đó là về phần bộ nồi. Và ví dụ nồi em làm thì em cũng nói luôn, à em sử dụng cái nồi Zin, bố Zin. Cái đó mới ngon và mắc tiền. Đó. Rồi tiếp đến cái thứ hai á, là về phần xử lý cái cần đỡ sinh cam. Cần đỡ sinh cam này em sẽ thay lại một bằng một cái cần đỡ sinh cam mắc in da băng. Đó, sản xuất ở cái mắc in da băng này nó sản xuất ở Tokyo và nó nhập khẩu ở Hoa Kỳ, cho nên là chất lượng nó rất là cao. Đó, tiếp đón về cái lồng. Về cái lồng này á thì sẽ là một cái rất là quan trọng khi anh em làm cái dòng CFI. Đây là một cái lồng full mới chính hãng. Ây da, mắc in Thái Lan. Đó, đây là một cái lồng full mới chính hãng, anh em có thể coi được cái lồng. Và tại sao cái xe này lại xuất hiện cái lồng mới? Đây là một cái chi tiết một cái lồng mới. Đó, có chữ, có mã rồi rất là đàng hoàng, nhìn rất là đẹp. Và đây là bộ bạc. Cũng mắc in Thái Lan luôn. Bộ bạc chế bích tông và cả một cái ác bích tông chính hãng Honda Thái Lan. Thì bây giờ cái vấn đề ở đây là tại sao xe này xuất hiện cái lồng? Mà trong khi đó xe này á đã làm rồi, mới rớt đầu lòng nồi chỉ mấy cái một lần à. Và đúng rồi đó em trai, em trưởng thành rồi đó. Thì tại sao mà cái xe này á lại xuất hiện cái lồng ở đây? Thì cái trái bích tông đâu trả lại cho tôi à? Đâu là bỏ đâu? Em trai em kiếm giùm anh trái bích tông của em trai. Đâu rồi? À đó. Đây. Thì đây nè, cái mã KWN là của xe này nè. Thì xe này em trai đã có làm máy một lần thì người ta sử dụng là lá bố lô. Và nồi thì người ta lăn chuông lăn đồ kêu là đá cho nó bay á. Thực sự bay hay không bay á mình chưa biết, nhưng mà bố cháy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là cái việc lăn chuông nó không có hiệu quả. Nó chỉ tạo cảm giác bốc cái ra đầu thôi. Nhưng mà ví dụ đi mấy năm rồi dĩ nhiên nó không bằng bền bằng một cái bộ nồi hãng. Và cái lồng ở đây nè, mình sẽ đo trái bích tông cho các bạn coi. Đây, trái bích tông của xe này là tới 54. Đó, trái bích tông xe này là tới 54. Thì là nó rất là lớn. Và cái dinh của xe này là nhiêu? Dinh của bích tông xe này là 52. Mà tại sao trái bích tông này lại 54? Bởi vì em trai này có bỏ làm đầu lòng nồi một lần rồi. Thì nói thẳng cái này là tới cốt 5 lần. Thì cái quan điểm của Tây về cái dòng xe FI á, và ví dụ những anh em nào đang bị nè, Tây sẽ diễn tả cho nghe nè. Cái dòng xe FI này khi mà bắt đầu từ cốt 3, cốt 4, cốt 5 trở lên là không có còn sử dụng lại được cái lòng cũ. Bởi vì tại sao khi mà cốt 3, cốt 4, cốt 5 trở lên không sử dụng lòng cũ là căn bản cái xe zin của mình chạy nó đã róc hơi rồi. Khi các bạn lên cốt quá lớn thì chạy nó róc nữa. Róc hơi là sao? Các bạn cầm ống ra các bạn dặn vậy nè, nó kêu rọc 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 trong cái đầu á, rất là khó chịu. Và nhất là đi nóng vậy, đi nóng là để số 1, số 2 luôn, dặn cái là nó kêu liền róc 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 trên cái đầu mình á. Cho nên là đừng có bao giờ lên trái lớn. Cái này có thể cái quan điểm cũ của người thợ người ta sai, là người ta nghĩ là sấy lên 54 nó sẽ nhẹ. Nhưng mà khi mà lên 54, mình lên cái lồng 54 mà chảo đầu mình không xử lý, xuống bắp xăng bô mình không xử lý thì dĩ nhiên nó còn róc hơi hơn nữa, mà cái xe zin của người ta là róc rồi. Cái đó kêu là có thể là một nhận biết sai lầm á. Cho nên nếu mà anh em nào mà làm thợ tỉnh á, mà có vụ yêu mến Tây như cái em trai dưới miền Tây hồi bữa gọi á, thì mình có thể lấy cái đó mình rút kinh nghiệm. Mình chỉ nên sấy lên cốt 1, cốt 2 là hợp lý, đừng có lên tới mà cốt 4, cốt 5. Cái xe này tới cốt 5 lận là quá sai lầm rồi. Nó không có an toàn mà chạy nó không ngon. Cứ dê về lại cái lòng zin. Nếu mà mình có kinh tế, mình mua một cái lồng zin mới. Còn nếu mà mình không có kinh tế hoặc không đủ điều kiện, mình đóng hạ nó giờ lại ít tăng đa. Mặc dù là mình đóng lồng lại á, thì nó sẽ không ngon và không đảm bảo bằng cái lồng zin này. Đó, thì dĩ nhiên mà đồ chế lại mà tiền ít thì không bao giờ hít được lồn thơm, đúng không? Và cái đầu bò này thì mình sẽ sấy số bắp, vệ sinh xăng bô sạch sẽ hết, và mình thay vô hai cái phó số bắp hãng. Đây là hai phó số bắp hãng. Rồi tiếp đó là phốt giờ đạp và phốt nhông, phốt đồ mình đều thay mới. Khi mà ráp vô thì cái cốt con số này các bạn nên kiểm kỹ, nếu mà nó có cong á thì các bạn nên bẻ lại hoặc là thay mới cho người ta. Thì cái dòng Phu Chanel 125 này thật sự những cái gì mình biết mình đều chia sẻ thẳng thắn với anh em hết, và mình không giấu thì mình cũng làm vậy thôi. Quan trọng là anh em coi mà anh em có tin mình hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là
cái đồ có chịu đầu tư như tay mà để mua những cái món đồ xịn cao cấp và mắc tiền đúng chính hãng á đó, để mà thay lên cho cái xe dòng Sơn Cam này, tay cũng thay luôn, thay Sơn Cam DD. Bởi vì sao? Việc mà mua một cái lồng chính hãng rất là nặng tiền. Và sau này luôn á, tay làm trường hợp là có nhiều em người ta làm nội những nơi khác bắn hư cái đầu dên, hoặc là gửi ra thay Sơn Cam hư cái đầu dên, hư đầu dên bên nội và hư đầu dên bên quả lăng á, thì tay có làm là thay full dên mới, thay full lồng mới đó, và thay bộ số mới nữa. Những cái xe đó rất là nặng tiền, cái đồ xe phu trần 125 này rất là nặng tiền, nên em cân nhắc kỹ khi mà làm một cái xe, phải lựa chọn những cái chỗ nào phù hợp và có uy tín cao để mình thực hiện cái điều đó. Chỉ cần làm đúng thôi, mình sẽ tốn tiền một lần nhưng mà cái xe mình chạy hoài. Còn khi mà mình lựa chọn không đúng đắn á, nó dễ phát sinh ra vấn đề là vừa làm xong phải chạy máy làm lại, ví dụ như là xe này, và xe này sai quá sai về cái lồng, cái lồng sấy lên tới 54 là chết rồi đó, lồng này sấy lên tới 54, nhớ nha anh em, cái lồng zin của nó đó. Và để mình đo trái bê tông zin luôn cho anh em coi là bê tông zin bao nhiêu, 52 hay 525 gì đó mình quên rồi, lồng zin là 52 năm á. Đó, 52-38 là 525 á, nó là 525, bê tông zin là 52 năm, kêu là trái bờ xít á. Đây nè, bạn anh em có thể coi trái zin của người ta rất là nhẹ, bởi vì sao? Trái zin của người ta nó có phay lỗ trong, trái độ á, nó không có phay, bởi vậy nó gục đầu bê tông nó nặng, nó dễ kêu lắm. Mình nên sử dụng bê tông zin đó, nó có phay đảnh này nè, hoặc là bê tông highlight, đồ những cái bê tông mà cao cấp á thì sẽ đi ngon và im. Rồi vậy giờ chào mọi người, mình sẽ cho anh tin tà tù anh ráp cái xe này. Rồi chào mọi người ha, chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là mình tiến hành lắp ráp xong toàn bộ chi tiết máy của xe phu chờ mập 125 này, và những cái điểm yếu và phần máy trên xe này mình đã khắc phục luôn. Thì bây giờ là mình xin tiến hành mình nổ máy cho anh em và mọi người cùng nghe. Đó, xe bấm cái là nổ sáng sớm luôn nha. Hiện tại thì bây giờ là chỉ mới là 8 giờ sáng và bấm xong là nổ nè, xe đang nổ nè, đèn nè, là máy móc im ru hết đó. Thì cái xe này khi mà mình lắp ráp xong, nó còn một cái bệnh nữa là chạy nó bị hụp và nó nổ gan ti không đều. Thì cái đó luôn, thì mình những cái xe nào mà bị hiện trạng như vậy, mình luôn nói trước, em làm thì em chỉ nhận làm phần máy, còn phần ngoài ví dụ như nó có bị lỗi TBS hoặc là nó lỗi IC gì đó, nếu mà em căn chỉnh lại được, em xét lại được nó tròn trịa thì em sẽ không tính tiền anh em. Còn nếu mà những cái xe nào mà trên xe nó đã chết TBS sẵn rồi nhưng mà em dùng kỹ thuật của em cứu lại mà nó không được thì bắt buộc em phải mua TBS mới. Ví dụ như là xe này em dùng kỹ thuật của em làm nó lại, nó chạy khi mà rớt ổ gà rồi nó hết bị hiện tượng hụp. Cái xe này cũ nó đang vô ổ gà là nó hụp cái xe một cái nó tắt đó, và giờ em làm lại thì nó hết thì em sẽ không tính tiền khách em. Cái này là có sao em nói vậy rõ ràng chi tiết cho anh em nghe. Ví dụ là khi mà em nhận giá tiền 5 triệu 6 triệu 7 triệu, em ghi là phần máy thì chỉ là về phần máy thôi, còn về dàn IC cảm biến hay là điện đài gì đó thì những cái đó là riêng không liên quan. Thì mình làm cái nào báo giá cái đó, và trong lúc anh Tây đang nói thì cái xe này vẫn nổ và nổ rất là im ái. Gan ti thì tầm xe này CFI mà đâu chỉnh gan ti được đâu, nó phải là mặc định theo cục PCU của nó đó. Thì cái vấn đề mà đã ráp một cái xe phu mập 125 nó im á và nó đi bền á thì đòi hỏi mình hay làm thì mình quen, thì tại ví dụ Tây làm cái dòng xe này nhiều, Tây biết những cái điểm yếu nào đó thì chọt nó vô đó, chọt chiu 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 vô rồi im ru đi đó. Thì cái dòng xe này hiện tại thì đây cũng có thêm một mẫu cam độ của Kitaco cực kỳ chạy nhẹ cho dòng xe này. Nếu anh em mà muốn thì có thể tới gắn thêm cái cây cam độ vô là không có cần rớt đầu gì hết, để vậy đút cái cam vô. Còn ví dụ những cái xe nào mà sẵn sàng mà giống như là sẵn mà đang làm đầu đồng nồi đút cái cam vô nữa thì quá đã, quá tuyệt vời cho một cái xe luôn đó. Vậy giờ chào mọi người, mình tiến hành giao xe này cho em trai chủ xe ha. Xe này rồi đây anh tự phế luôn cho lẹ đói, 2:30 là chưa ăn cơm. Chạy sao? Chạy xe về nó nhẹ được, không có bị róc như hồi cũ nữa. Rồi hồi đó chị làm mấy lần rồi? Mới một lần à. Một lần đầu tiên à. Bích tông nhiêu? Bích tông cũ là đen nhiêu?
cái tầm cũ tôi hỏi bên tay đo là 54.5 mấy á. Ừ. Rồi đó làm nhiêu tiền? Tầm 3 triệu mấy á, gần 4 triệu. Nói chung là sai làm tuổi trẻ thôi đúng không? Đúng. Giờ chưa biết ấy, mà giờ xe chạy ngon chưa? Ngon. Qua ổ gà nó hết hộp chưa? Hết, không có bị đề là lên rồi không có bị hộp như cũ nữa. Chẳng là cái trường hợp đó anh cũng nói em mà đúng không? Chừng nào mà đáp xong cái xe mới biết là trường hợp đó anh có tính tiền em không? Không là, đúng rồi là, anh có nói rồi, còn nếu hợp thì không hợp thì thôi, hợp thì nếu có làm thì tính điên thôi, còn này không hợp thì ngon rồi không tính tiền. Ok, đó là ví dụ có cái nào mình đều nói trước rõ ràng cái đó, ví dụ hợp đó là không liên quan tới thằng máy, nhưng mà ví dụ mình làm hết cho nhỏ thì có thể hết hợp thì sẽ không tốn tính tiền, còn mà nó còn hợp thì bắt đầu mới mờ bệnh làm mới tính tiền đúng không? Ok, rồi bây giờ đói bụng quá cho ăn cơm á nha, quay hơi ít chút rồi đi mấy ngày sau nhớ quay lại. Rồi ok, chào ngang. Chào.